chào quý khán giả và bà con ngư dân. Đêm nay và ngày mai ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng Đông Nam cấp 4 đến cấp 5. Mưa dông chỉ xảy ra ở một vài nơi nên tầm nhìn xa cao trên 10 km. Nhìn chung từ nay cho đến ngày mùng 5 tháng 7, thời tiết ở tại đây thuận lợi cho hoạt động ra khơi bám biển, khai thác ngư trường và đi lại của tàu thuyền. Trong khi đó, ở khu vực giữa và nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, thời tiết đang chuyển xấu bởi rãnh áp thấp xích đạo đang có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Từ ngày mai trở đi thì mưa dông sẽ gia tăng lên mức rải rác đến nhiều nơi, khiến nguy cơ xảy ra tố lốc cũng như là gió giật cũng gia tăng trong thời gian tới, nên các hoạt động lưu thông đi lại của tàu thuyền cần chú ý đề phòng. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, đêm nay cho đến sáng ngày 4 tháng 7 ở tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ sẽ có mưa rào và dông, khiến tầm nhìn xa bị giảm thấp, nguy cơ có tố lốc và gió giật mạnh gia tăng. Dự báo từ ngày 5 tháng 7 thì mưa sẽ giảm nhanh còn vài nơi, thời tiết sẽ chuyển tốt trở lại. Với tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn trong 3 ngày tới, tiếp tục có thời tiết tốt, gió nam đến đông nam cường độ cấp 4 cho đến cấp 5 trở xuống, mưa rào và dông xuất hiện ở vài nơi, tầm nhìn xa luôn duy trì trên 10 km, thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển, khai thác ngư trường và đi lại của tàu thuyền. Trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo trong 3 hôm tới, gió Tây Nam chỉ ở mức cấp 3 cho đến cấp 4. Đáng lưu ý là những cơn mưa rào và dông tập trung nhiều trong 2 ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 7, khiến tầm nhìn xa thấp và nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh cũng tăng cao. Từ nay cho đến cuối tuần trên tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc đều có mưa rào và dông. Mưa tập trung nhiều về chiều và tối, còn trong khoảng từ sáng cho đến chiều, trời ít có mưa, có nắng tầm nhìn xa trên 10 km. Nên đây sẽ là khoảng thời gian thuận lợi cho việc lưu thông, đi lại của tàu thuyền trên khu vực này. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!